Cuộc thi chung kết đường đua đỉnh Olympia cấp trường năm học 2022-2023 vừa được Ban chấp hành đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng và câu lạc bộ Đuốc soi đường của trường tổ chức. Trải qua 3 trận bán kết, ban tổ chức đã tìm ra 4 nhà leo núi xuất sắc nhất để có mặt tại trận chung kết, gồm 4 em Nguyễn Trọng Bảo lớp 11A1B nhất bán kết 1, Phạm Minh Tú lớp 11A1B nhất bán kết 2, Đặng Gia Khánh lớp 11D2 nhất bán kết 3 và Nguyễn Tân Thành lớp 11A4 nhì bán kết có số điểm cao nhất. Tại đêm thi chung kết này, 4 nhà leo núi tranh tài sôi nổi qua các phần thi khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Kết thúc trận chung kết, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Trọng Bảo lớp 11A1B với tổng số 180 điểm. Thí sinh Đặng Gia Khánh lớp 11D2 đạt giải nhì với 140 điểm. Hai thí sinh đồng giải ba là Nguyễn Tân Thành lớp 11A4 và Phạm Minh Tú lớp 11A1B. Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Trọng Bảo trong thời gian tới vinh dự sẽ tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do VTV3 tổ chức.